Em test đôi loa KS nhé. À, đôi loa KS này 6 triệu 9 trước khi lên đường cho bác. À, trước khi lên thì bên em sẽ dọn nhé. Dọn cho đẹp đi cho bác luôn. Dọn đẹp cho bác. Đôi này 6 triệu 9. Bác lấy một đôi loa này. Con KS này thì báo cáo bác là bác nhìn thông số từ năm ngoái năm nay em bác biết gì, CD12 cộng. Con này công suất max của nó 2000W, 8 ohm. Độ nhạy lên đến 190 đâu. 99 đến 129 dB cơ. Con này đánh rất là hay, dễ đánh. Đấy, đang đánh với lại con em đang đánh với lại con đẩy ba kênh, bác lấy một con đẩy ba kênh nhé. À, con đẩy ba kênh này là con đẩy TD audio T3520. Con này có ba kênh này. Hai kênh em đang chạy đây là hai chiếc loa đấy. Còn kênh súp em bỏ không nhé, kênh súp thì cắt nhé. Bác nào có súp hơi lắp thẳng vào đây luôn. Quá tuyệt vời. Con này 4 triệu 8. Sau đây mời các bác vào nghe cái bản test và bác em sẽ test bản test này gửi cho bác về Nghệ An nhé. Nghệ An. Nếu bác nào có vang rồi thì với bộ như này 6, 9 hoặc là 7 triệu đi, 7 triệu, 5 triệu nó chỉ tầm khoảng độ 11, 12 triệu là đã có đôi loa và còn một con đẩy 3 kênh. Đặc biệt là con đẩy 3 kênh thì các bác có thể đánh được cả súp hơi luôn. Nó thừa một kênh mà. Nhiều bác thì mua đẩy 2 kênh, khi có một con súp nữa thì bắt buộc lại phải mua thêm một con đẩy nữa. Nhưng con này 3 kênh rồi. Và bác phang bát 30 thoải mái nhé, côn 76 ok. Và bác nghe đoạn nữa. Nhớ ánh mắt môi cười ở
cấu hình như này vẫn có nhé bác nhé, cấu hình như này còn rất là nhiều trong nhà luôn, rất là nhiều luôn. Đẩy ba kênh này còn gần 20 chiếc nữa cơ, mới về. Rồi chào bác.